khi đất nước ta càng ngày càng phát triển và cởi mở, đón nhận nhiều luồng văn hóa từ khắp thế giới, bao gồm ẩm thực, cũng là lúc các món ăn nhanh hay còn gọi là fast food như pizza, gà rán, hamburger cũng dần phổ biến bởi sự tiện lợi và khẩu vị phổ thông ít kén người ăn. Nhưng thực tế mà nói, đại đa số người Việt ta vẫn trung thành với những món ăn nhanh truyền thống và giàu dinh dưỡng hơn, đơn cử là món xôi. Sài Gòn là nơi khách tứ xứ đổ về nên món xôi trở thành một món ăn đa năng và chất lượng. Bởi chỉ cần phân biệt xôi mặn, xôi ngọt và khả năng đầu tư của người bán, bạn sẽ thấy món ăn quốc dân này ở mọi lúc mọi nơi, từ cái mẹt nhỏ nơi góc phố nằm chém chệ bốc khói trong một nhà hàng sang trọng hay trang nghiêm ấm nóng trên mâm cúng của gia đình. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi kéo qua quận 5 để thưởng thức món xôi mặn độc nhất vô nhị có tuổi đời đã hơn 40 năm qua. Đó là món xôi thịt bò bằm thập cẩm. Nhưng cái xôi này từ đâu mình có xôi này chị? Em muốn biến đó mà, em học ra. Dạ. Tự chế biến. Và tự chế biến nha thôi, đâu có gì đâu. Xôi này là 45 năm. Quá nhiều tin rồi. What? Biến động luôn á. Thiệt á. Nhân bài đọc ngược. Đọc bình thường là thường rồi, mình đọc ngược. Mình luyện cái tăng cái chất xám trong não mình lên. Thôi mình giải trí buổi sáng vậy là xong rồi. Hai, xin chào mọi người. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Thì nãy giờ ngồi cầm đọc báo gì giống như trong những cái phim hồi xưa, người ta cũng ngồi trước cửa nhà mỗi giờ thì mỗi sáng thì đều có xe báo chạy có quăng tờ báo ngay chỗ nhà để cho sáng những người ở trong nhà thức dậy là ra lấy tờ báo vô nấu làm cà phê hay là ăn sáng vừa nhâm nhi rồi vừa đọc tờ báo rất là thú vị. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thưởng thức một món ăn khá thú vị và khá mang nét đặc trưng của Sài Gòn của chúng ta, đó là món xôi. Xôi có thể nói là một món ăn giúp chúng ta no lâu mà rẻ, lại ngon nữa, dễ ăn, dễ tiêu hóa. À đâu, không, nó không dễ tiêu hóa. Nó no lâu mà sao mà dễ tiêu hóa được. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một món xôi khá là lạ ở khu vực đường Bạch Vân, quận 5. Địa chỉ là 78 Bạch Vân. Khoảng 6 giờ mấy thì xe xôi đã ra rồi, thì một lát nữa chúng ta sẽ hỏi kỹ giờ giấc. Đường đi dễ lắm, mình cứ đi Trần Hưng Đạo gặp Quỳnh Mẫn Đạt, quẹo Quỳnh Mẫn Đạt ra tới Võ Văn Kiệt, chạy thêm một tí xíu là sẽ thấy cái chợ, là nó có sẽ có là cái đường Bạch Vân á, đâm thẳng vô đó, nó hơi luồn lách tí xíu. Rồi thì bây giờ xin mời mọi người các bạn chúng ta qua tìm hiểu món xôi bò ngày hôm nay. Chưa xem tiếp, mọi người nhớ like, share, ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Mình xin phép mình đeo khẩu trang nha. chị cho thấy mặt tí xíu đi rồi chị hãy đeo. Dạ, cho em xin phép hỏi chị tên gì ạ? Dạ, em tên Vân. Dạ, chị Vân. Chị bán xôi này ở đây là được bao nhiêu lâu rồi chị Vân? Nghe mẹ nói, mẹ cũng bán được 40 năm hoặc 45 năm. Dạ, yeah. Là bây giờ chị bán thế mẹ chị? Không, mẹ nó mẹ ra. À, lát mẹ chị ra nữa. Tại vì đang nghỉ ngơi ở nhà. Dạ. 7 giờ, 7 giờ mấy ra. Nãy là rất là đông, bây giờ là trang tranh thủ vắng, bây giờ là có khách nè. Dạ. Chị cứ làm, cứ bán ha. Cái bò 15-20. Xôi bò 15-20 nó khác như thế nào vậy chị Dân? 15 thì nhỏ ít chút thôi. Dạ. Đó, dạ 15 đó. Dạ, còn 20 là nhiều. Nhiều chút, hoặc nhiều bò chút, 12 hoặc 10. À, có đầy đủ mức giá luôn, 10-12 vẫn được. Em thấy ngoài trước là xôi rồi bánh mì thập cẩm. Bánh mì. Tức là xôi bò. Tức là bánh mì cũng ăn những nguyên liệu này hả chị Vân? Đúng rồi, hoặc là không có bò cũng có. À. Tại nhiều khách là không ăn bò đó. Dạ. Thì mình sẽ làm không bò. Không bò là mình ăn với cái gì vậy chị? Không bò, tôm khô. Tôm khô, thịt. Đây thập cẩm cái này, không để bò này thôi. Cái đó là tôm khô với thịt. À, cái tôm khô. Còn này là giò, thịt nguội. Thịt nguội. Trứng. Trứng, lạp xưởng. Chả. Thịt xíu xíu. Hai cái này là giống nhau hay? Cái này bò giống nhau, tại vì đầy đường không hết thôi. Xôi bò, trong cái xôi mình có phải phết ba tê nữa không? Thì tùy khách, nếu khách ăn thì mình bỏ vô. Dạ, vậy coi như là hai lớp. Tại vì ba tê cũng từ gan, rồi trong bò lại cũng có gan. Wow. Nhưng mà cái xôi này từ đâu mình có cái xôi này chị? Em muốn biến nó mà em học ra. Dạ. Tự chế biến.
và tự chế biến nha thôi, đâu có gì đâu. Sau này là 45 năm có. 45 năm rồi cũng mẹ cũng lớn tuổi rồi. Mấy giờ chính xác thì mấy giờ là mình ra bán chị cho? Em hoặc em 6:35 là chính xác. 6:35 là chính xác. 6:35 tại vì em ở chung cư em qua đây. À dạ, tới tầm mấy giờ thì mình hết? Hên xui, nếu như bán đắt thì khoảng 10 giờ hoặc 10 giờ mấy. Còn hơi trễ thì 11 giờ. À dạ, mình đâu có nghỉ ngày trai hay gì đâu. Không, mùng 1, 15 nghỉ. À, mùng 1, 15 nghỉ. Dạ. Tại vì đó cũng không có nghỉ, là mẹ cũng già cả rồi, dạ. Mẹ cho nghỉ ngơi. Rồi, chắc chị làm cho em thập cẩm là có đầy đủ hết luôn không chị? Okay. Làm em một cái hộp xôi thập cẩm và bộ bánh mì. Xôi này mình sử dụng xôi gì chị? Của anh này là xôi bò 10.000 nè. Có hộp hoặc gói mà đa số là khách nao lại ăn là đa số ấy còn. Dạ. Cái này là dạng 10.000. Ồ, 10.000. Đơn giản. Cái đầu phộng mà nó ở đó. Thì của anh chú em làm nha. Chị ơi, chị lấy gì ạ? Quá trời, cứ 5 phút là sẽ có một đợt khách tới. Mọi người các bạn thấy không? Đây, cái này là giá 20. Đây, hộp này giá 20. Nếu như khách ăn xôi nhiều thì mình sẽ cho xôi nhiều vô. Dạ. Yeah. Thì là thường sợ khách ăn không hết á, khách sẽ ăn ít. Cứ quay. Khi nào thì mình mới bỏ cái tôm khô với thịt đó cho gì? Thì khách không lấy bỏ. À. Mình sẽ bỏ vô. Nhưng mà có khi nào lấy cả hai không? Có. Là cái thập cẩm của em là lát hồi có cả hai luôn đúng không? Ok ok, anh lấy miệng cho. Giờ có nhiều khách là ăn bò với tôm khô. À. 15 cho xuống này nè. Cái này là đậu phộng với mọi người. À đậu phộng. Đậu phộng được cán rồi. Đang chín rồi xong rồi dầm nát. Dầm nát luôn. Dạ. Nhìn cái thau mỡ hành ngon ghê. Rồi 2 phần 20, một bò một cẩm không anh ơi? Dạ, không em một cái 15, một cái 20. Bò thập cẩm hết. Cái 15, cái 20 cho anh ạ. Anh đi ra nè. Ờ, dạ anh chào cô. Đó mẹ đó. Dạ cái này 20. Cô tên gì vậy cô? Dạ mẹ tên Khanh. Dạ cô Khanh. Cái này 15 đi nè. Này còn ghế ăn, xin phép chị hồi nãy là để quay giới thiệu mọi người món xôi của cô. Dạ 35. Trời, con là cái gì vậy? Nhân vật chủ chốt. Dạ, một lát con sẽ ghi cái kênh cho mọi người xem khi mà có clip. Rồi cháu ơi, con xin nha. Ăn dạ. Dạ con nói chị rồi, chị đang làm. Đây đây, anh mua cho anh đi. Anh có 1 bao à? Anh chỉ 1 bao chứ đó. Dạ, 20 nha. Mới ngồi dục ra miền Nam. Mới ngồi dục, anh có 1 bao ngồi dục rồi. Có một hộp xôi bò với một hộp xôi các bạn. 15 hay 20 á? 15, 15. Sao mặn chú, có lấy bò không chú? Cái mặn hả? Không, chú hả? Dạ, sao mặn không bò ha. 20 hay gì? Cái này 20 của anh. À. Mười 15 của chú, trước đến 20 luôn hả? 20 xôi nhiều. Đó, cái hộp mình đang là làm. Đấy. Một hộp. Hộp bánh mì cho anh nữa. Đúng luôn rồi đúng rồi, bán cho khách. Ừ. Đúng, hôm nay bán cho khách luôn đúng không cô? Dạ. Tại cô bỏ nhiều á, nhiều khi người ta tới không có đúng á. Con sợ như vậy đó. Thầy làm nhiều cho anh đó. Có không? Chết rồi. Là hộp đó đúng không? À. Cái hộp thầy hả cô luôn à? Bữa nay có clip gì lên đó. Dạ bữa nay hả? Bữa nay là bánh canh 300k. Làm theo yêu cầu của mọi người. Mọi người muốn xem đó. Em làm. Dạ đây là hộp bình thường. Đây em cầm cho. Để em cho cái muỗng anh cho. Rồi đây là hộp bình thường, không có khuyến mãi. Hộp hồi nãy là cô khuyến mãi. Video gì cho để mọi người khỏi hiểu nhầm. Xong and giờ làm việc đã vẫn còn, bây giờ vẫn đang làm việc bây giờ, nhưng mà sau cái phần phỏng vấn thì bây giờ đã tới lúc là phải ăn rồi. Mình sẽ tổng là hai địa chỉ để thưởng thức món xôi và bánh mì bò là 78 Bạch Vân, quận 5. Giờ mở cửa là 6:35, hết vào khoảng lúc 10 giờ, có thể hết sớm hơn, nghỉ giờ 2 ngày, đó là ngày 1 giờ 15.
Bây giờ chúng ta sẽ xem mà hiện tại mình đang là ổ bánh mì bò và một cái hộp là được khuyến mãi và một cái hộp không có khuyến mãi. Nãy mình không nói là chết rồi hay chà, hộp khuyến mãi nhiều quá. Khuyến mãi bao giờ cũng được nhiều hơn. Đây là hộp 20.000 hộp cẩm nha mọi người. Chắc là mình sẽ ăn cái hộp mình nhiều, nhưng bây giờ chắc là mình sẽ ăn bánh mì trước đi. Mình để cái này qua một bên. Gia Phú và Mèo xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bánh mì và xôi bò ngày hôm nay. Đây, bây giờ đây là ổ bánh mì. Ổ bánh mì bò đơn giản lắm, chỉ có dưa leo và bò thôi. Và bò cũng rất là nhiều. Rồi, bây giờ chắc là mình để mình ăn thử nha. Bẻ ra. Mì này giòn nhẹo mà ha, dai dai cái bột. Rất bò rồi. Mọi người thấy là củ hành nè, đây có củ hành màu trắng. Bò nó hơi đơn giản ha, nhưng mà có thêm tương ớt hay cái gì sẽ hấp dẫn hơn. Mà có lẽ đây là điểm đặc biệt riêng của ở đây. Như mình nói thì nó không có ớt cho nên nó sẽ không có cay. Và vị á, là coi như là vị là bò xào rất là đậm đà luôn, xào với củ hành. Và xen lẫn trong đó là cái vị gan chung với là nó béo béo ngậy ngậy. Mà đúng là không chan nhưng mà nó vẫn hòa quyện với cái bánh mì này. Cũng rất là dễ ăn và ngon. Bánh mì sẽ hơi khô một xíu thôi. Bây giờ mình sẽ thử con này qua phần xôi nha. Bây giờ mình sẽ ngó cái phần xôi 20.000 này nha. Có chả lụa, thịt nguội như hồi nãy mình có thấy, lạp xưởng nữa, chả bông và chả chiên được sắc mỏng như vậy. Hộp xôi này nhìn rất là chất lượng, cũng rất là nhiều, 20.000. Rồi, mình sẽ ăn cái hộp nhiều để hộp ít này cho bạn Mèo. Mèo cũng không ăn nhiều, chứ không phải là mình lựa hộp nhiều để mình ăn nha mọi người và các bạn ơi. À, nhiều quá, mình ăn từng cái. Chả bông, chả bông không mặn, vừa. Cái gì ta? Thịt hả? Thịt xíu xíu. Chả. Trứng. Chả trứng không có gì đặc biệt cả. Thịt nguội. À, lạp xưởng để xem có bị gắt dầu không. Củ xưởng, đập xưởng thơm, đậm đà. Bây giờ mình hãy ăn chung. Đây. Mình phải ăn chung. Thì cái trứng á, chiên thì nó sẽ nhìn thấy này nó hơi khô một tí xíu. Hay nó hơi cháy khô một tí xíu. Thật sự là cái bò này nó xào, được xào rất là đậm đà. Mà đặc biệt đó là nhờ những cái lớp đậu phộng nhuyễn á, nó còn bị như ăn nó thêm ngon. Nó rất là ngon. Xôi này thì nó không hợp khẩu vị với mình cho lắm. Không phải là nếm không ngon, nhưng mà lại đối với mình á, mình nhai cái xôi này đó, nó bị
mỏi miệng với lại dễ ngán. Xoài dẻo nhưng mà nhai nó vẫn còn là nó không có rời ra, dính dính chứ. Dẻo dễ nhai lắm, dễ ăn lắm. Chứ không phải là nó dở. Phải ăn chung thì cái hương vị nó mới nổi bật lên được. Lớp đậu phộng rồi lớp cơm khô mỡ hành. Chung luôn á. Đúng rồi. Nói à, bây giờ mình sẽ có cái gan nữa nè. Nè mọi người thấy cái màu đen đen đó là gan. Gan này nó cũng đã ngậy rồi cho nên ai mà không thích cái vị ngậy quá thì có thể không bỏ pate cũng được. Mình ăn sử dụng cái gan này luôn. Là cái bò này không có quá mặn. Nhưng mà nếu mà mình ăn không á, mình ăn không cái bò hay là tôm khô chung á thì một lát họ hướng tới đây nó sẽ khiến mình hơi khát nước. Mặc dù là cũng có ăn soi rồi đó. Món xoài sẽ hơi khát nước nha. Bây giờ mình chia sẻ ngắn gọn tổng quan lại thì coi như là ở đây sẽ có hai loại bánh mì bò và xôi bò, từ giá 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 đều có. Mọi người thích ăn cái giá nào cũng đều có giá đó. Thì sẽ có một cái phần gọi là phần thập cẩm, là bao gồm là trứng chả, thịt nguội, lạp xưởng, chà bông và ruốc, đặc biệt là có cái loại tôm khô với thịt bằm nữa. Mọi người lưu ý thì nếu mà có phối vô thì mọi người nhớ nhắc, chứ không nhiều khi không có bỏ cái phần tôm khô thịt bằm vô. Rồi, xét về hương vị thì mình nói là thì cái món xôi này nó ngon, nhưng mà đối với khẩu vị cá nhân của mình thì cơ hàm mình yếu, cho nên mình nhai nó cũng, cái xôi này nó hơi bị mệt mỏi, nhai nó hơi lâu nó mới rời ra để mình nuốt vô được, cho nên nó sẽ mình dễ bị mau ngán. Đó là cái khẩu vị cá nhân của mình. Còn xét về cái nguyên liệu ở trong thì nó rất là được chuẩn bị kỹ càng, và cái vị bò là đậm vị, đậm đà, lạp xưởng cũng vậy. Trứng thì hơi khô một tí xíu, và cái món này ăn thì nó sẽ hơi khát nước một tí xíu, thì mọi người lưu ý cái việc đó. Giữa món bò bánh mì với món xôi thì nó thật là mình ăn bánh mì nó vẫn dễ hơn. Đó giờ ở đây, còn những cái chỗ nơi thì tùy lắm. Nói chung là tánh mình ăn xôi thì cũng tùy nơi, có những nơi thì phải xôi nó phải dễ nhai thì mình mới lựa chọn món xôi để mình ăn. Rồi, hy vọng là đây sẽ là một địa điểm để mọi người có thể tham khảo buổi sáng thì có thể đến mua và thưởng thức thử. Thì mọi người cũng thấy rất là đông người mua món xôi này, chứ nó rất là ngon. Coi như là cái này là xôi người Hoa đi, tại vì người Hoa bán. Rồi, cảm ơn mọi người và các bạn đã dành thời gian xem clip. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Và đừng quên, trải nghiệm là cuộc sống tốt nhất. Cái này câu mới, mình thêm từ từ vô. Rồi, ta xin tạm biệt cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp nha.